bởi vì chúng ta cắt ra độc lập, thành ra hai bé sẽ có một cái sự thay đổi về sinh lý rất là lớn, và chúng ta chờ đợi cho cái sự thay đổi này nó phục hồi, nó dần dần trở lại. Cái thứ nhì nữa là chúng ta dùng một phần cái ruột của bé Trúc, bé rể bé Diệu, chúng ta đưa qua cho bé Trúc. Như vậy vô hình đây là một cái cuộc gọi là giống như là một ghép tạng đồng hợp tử đó, thì chúng ta đưa cái ruột này qua cho bé Trúc, thì như vậy nó ít nhiều nó cũng gây một cái phản ứng, đầu tiên là phản ứng viêm, chính vì vậy cho nên giai đoạn hậu phẫu mình phải theo dõi. Xin thưa với các đồng chí rằng là trong y văn thì cái số ca này không nhiều, chiếm 6% của chỉ 10 ca trở lại, và tỷ lệ thành công của người ta chỉ có 70-75%, và cái nguyên nhân là thường rơi ra một cái chuyện người ta cũng chưa thấy rõ, nhưng mà lần trước ấy, có một cái trường hợp rất giống của mình, người ta cũng mổ như vậy, người ta cũng cắt đôi ruột mà người ta nói lại luôn tích cực. Lúc nãy hai bé vẫn còn phải thở máy để mà giảm đau, bởi vì cái cục mổ nó lớn như vậy bé rất là đau, mà cho thuốc giảm đau nhiều vào thì bé lại không thở được, do đó phải có hỗ trợ bằng máy. Và cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, chúng ta kéo dài cục mổ. Toàn bộ cái chi phí phẫu thuật thì cũng xin thưa là từ lúc bé sinh ra tới bây giờ thì bệnh viện đã hỗ trợ để mà nuôi lắm bé lớn lên, và cũng vẫn báo cho gia đình, báo cho các đồng chí lãnh đạo biết rằng hiện giờ cái tiền mà mình quyên góp mạnh thường quân cho bé là đã gần 2 tỷ đồng, do đó là bệnh viện cũng sẽ cố gắng dùng cái tiền này để mà nuôi dưỡng hai bé, đồng thời còn sau đó thì sẽ kết toán lại, còn lại phần này sẽ trao lại cho người nhà để mà tiếp tục mà nuôi bé, hỗ trợ cho những ngày về sau. Ngay từ khi mà nhận bé từ bệnh viện Hùng Vương về, trong cái giai đoạn sơ sinh cũng trải qua bao nhiêu là sóng gió, điều đó cũng đã làm trăn trở cho cả một ekip. Và trong suốt cái thời gian mà bé nằm tại bệnh viện thì chúng tôi cũng đã tập trung để mà điều trị cũng như là làm như thế nào cho bé có một sức khỏe tốt nhất. Tất cả thế thì tổ chức đều không mất máu, chỉ đến cái phần đục xương thì bất cứ nơi nào mà đã đục xương thì nó đều mất máu, nhưng sẽ cố gắng giới hạn tối đa.